Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì ở đây mình sẽ biểu diễn trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn một màn ảo thuật về bài. Thì ở đây mình có hai con ca như thế này và một con bài trắng như thế này. Sau đó mình sẽ úp con bài trắng này và đặt nó xuống đây như thế này. Tạm thời đặt nó xuống đây như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ xòe bộ bài ra cho khán giả xem bộ bài rất là bình thường như thế này. Rồi sau đó mình sẽ xòe bài ra cho khán giả họ chọn một quân bài bất kỳ. Ví dụ họ chọn quân này. Đây là quân bài khán giả chọn. Sau đó mình sẽ yêu cầu khán giả dùng bút ký tên vào trong bộ bài vào trong con bài họ chọn. Ở đây mình không có khán giả cho nên mình tạm thời là mình gạch dấu ít như thế này. Sau khi khán giả chọn xong quân bài, mình đặt nó vào trong bộ bài như thế này. Mình úp nó xuống, đặt cái quân bài khán giả chọn vào giữa bộ bài như thế này, nhét nó vào, xới lên một tí. Ở đây mình có hai con ca như thế này, khán giả có thể kiểm tra nếu muốn. Sau đó mình sẽ đặt một con ca cơ vào trong bộ bài như thế này, con ca cơ và con ca rô như thế này. Ở đây mình có là con ca rô và con ca cơ như thế này. Mình sẽ úp nó xuống. Sau đó mình sẽ đặt cái con ca cơ này vào trong con đặt lên con bài trắng như thế này. Ở đây mình có con ca rô và mình sẽ úp nó xuống, đặt nó lên trên hai con ca lên trên quân bài trắng như thế này. Ở đây mình có là con ca cơ và con ca rô như thế này. Mình úp nó vào trong quân bài trắng như thế này. Đây, con ca rô và con ca cơ như thế này. Nhưng mà khi á, mà mình dùng cái con ca rô này nè, mình so so lên cái mặt lưng của con bài trắng như thế này thì nó sẽ sao chép thành quân bài khán giả chọn có chữ ký. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái màn ảo thuật này. Thì màn ảo thuật này nó dựa trên cái màn ảo thuật mà biến đổi bất ngờ lúc trước mà mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Thì ở đây mình cần chuẩn bị như sau: một hai con ca và ba con ca như thế này. Các bạn có thể dùng bất cứ con bài nào các bạn thích. Rồi, ở đây đây là gimmick ba con ca. Gimmick thứ hai của mình cần đó là một con bài bất kỳ các bạn muốn và dán mặt lưng màu trắng như thế này. Nhưng mà lưu ý với các bạn là ví dụ như mình chọn con ấp thì cái con bình thường này cũng phải là con ấp đặt ở đây và con bài trắng úp lên nó cùng hai con bài cùng nhau như thế này và một con bài trắng. Đây là gimmick thứ hai của mình. Rồi, cái gimmick thứ ba đó là một con bài hai mặt như thế này. Con bài hai mặt. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn cho các bạn dễ thực hành. Đầu tiên con bài hai mặt này mình đặt nó lên trên cùng của bộ bài. Con bài gimmick thứ hai là con sáu của mình nè. Bạn có thể làm con khác. Rồi mình sẽ đặt úp con sáu này vào đây. Con thứ ba là cái con gimmick này, con bài bình thường nhưng mà nó là dạng con bài dư nên mình tạm thời gọi nó là gimmick. Rồi mình sẽ đặt nó vào vị trí ở trên con bài mà cùng với con gimmick của mình, đặt nó lên trên như thế này. Tiếp theo, con bài trắng của mình úp nó vào đây. Rồi. Ở đây mình có hai con ca. Sau đó hoàn thành gimmick của mình, hoàn thành cái phần chuẩn bị của mình. Rồi. Bắt đầu vào cách diễn. Đầu tiên mình nói với khán giả ở đây mình có mình sẽ diễn cho các bạn xem một màn ảo thuật. Ở đây mình có bộ bài như thế này. Đó, bạn cho khán giả xem ở đây mình có hai con ca, một con ca rô và một con ca cơ như thế này. Mình sẽ đặt nó ra đây. Các bạn không cần lật lên đây như thế này nha. Để chi để lát nữa mình cho khán giả kiểm tra rằng mình có cái thời gian để mình lật thêm một lá bài. Rồi. Mình nói với khán giả là ở đây mình có hai con ca và một con bài trắng như thế này. Sau đó mình sẽ dùng tay, mình dùng ngón tay cái mình ấn mạnh nó xuống như thế này. Ấn mạnh nó xuống như thế này. Nó sẽ trượt ra hai lá bài.
mình sẽ lấy hai lá bài như thế này. Thì lúc này khán giả sẽ thấy ngay ở đây là con 6 rô. Khi mà mình úp cái lá gimmick này lại mình dở ra đó, thì cái con 6 rô này lúc nãy khán giả thấy ở đây nè, nó sẽ trùng với nó trùng với con bài gimmick của mình. Thì khán giả nghĩ mình sẽ úp cái con bài trắng này xuống, nhưng mà thật sự mình úp con ca đó. Đây là bước thứ hai và cũng là lý do tại sao mình phải sử dụng hai cái lá bài giống nhau như thế này. Cái người mà họ làm ra cái trò, họ suy nghĩ được cái trò ảo thuật này, người đó rất là thông minh, mình công nhận họ rất là thông minh. Rồi khi mà mình cho khán giả xem là ở đây mình có hai con ca và một con bài trắng như thế này, mình ấn nó ra, sau đó mình cầm lên hai lá bài, nói ở đây mình có một hai con ca và một con bài trắng như thế này. Bây giờ mình sẽ úp, bạn cũng không cần nói câu dư này nữa, mình sẽ úp quân bài này, quân bài trắng vào trong bộ bài. Mình không cần nói cũng được, mình chỉ cần là mình úp quân bài trắng này vào và bỏ nó ra đây. Mình nói mình sẽ đặt quân bài trắng ra đây, khán giả họ sẽ tự thấy mình úp thôi. Sau đó mình sẽ ấn mạnh, dùng ngón tay cái ấn mạnh cái phần này ra như thế này và xòe bài ra cho khán giả xem bộ bài bình thường. Xòe bài ra cho khán giả xem bộ bài bình thường như thế này. Rồi lưu ý là mình đừng có nên mà đẩy cái lá này ra như thế này nha. Đẩy ra như thế này thì nó lộ. Đã có bạn nó sẽ ra như thế này. Mình sẽ dùng ngón tay cái mình ấn mạnh cái phần này ra một phần, sau đó mình xòe bài ra cho khán giả xem bộ bài bình thường như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ xòe mặt sau ra như thế này. Bạn đừng ở đây cũng được, không sao. Rồi bây giờ mình xòe bài ra cho khán giả chọn một con bài bất kỳ. Ví dụ như họ chọn quân này đi, đây là quân bài họ chọn. Rồi bây giờ mình sẽ yêu cầu khán giả ký tên vào quân bài họ chọn. Trong lúc mà khán giả họ ký tên vào cái quân bài họ chọn như thế này nè, là cái viết mình nó muốn hết mực hay gì nó hơi mờ, các bạn thông cảm. Rồi trong lúc khán giả họ dùng bút ký tên vào thì mình nhanh chóng mình dùng ngón cái mình kéo ra đây một lá như thế này, mình dùng ngón cái kéo cái nhít đầu này ra, sau đó mình ấn cái phần bài dư này lên, lá bài sẽ bật lên để mình đẩy vào như thế này, làm đẩy vào một lần dấu như thế này lại ha, đẩy kéo ra, đẩy một cái, đẩy vào. Rồi sau đó mình sẽ nói với mình sẽ nói khán giả, khi khán giả ký tên vào trong quân bài họ chọn rồi đó, mình sẽ đặt cái quân bài họ vào đây. Mình nói với khán giả mình sẽ đặt quân bài mình vào trong bộ bài, đồng thời mình cầm luôn cái con gimmick thứ hai của mình lên, làm dấu cầm ra, sau đó úp vào trong bộ bài như thế này. Rồi mình nói khán giả mình sẽ đặt quân bài của họ chọn vào giữa bộ bài, nhưng mà mình đặt quân bài hai mặt đó, đặt nó vào giữa bộ bài như thế này, sau đó mình đẩy nó vào, xới nó lên một tí. Bây giờ là cái lý do tại sao lúc nãy mình nói với bạn là không cho khán giả xem mặt sau nè. Mình để cho họ nghĩ là hai quân ca của mình không được bình thường, cho nên mình không cho coi mặt sau. Bây giờ mình sẽ cầm hai quân ca lên, mình nói với khán giả là ở đây mình có hai quân ca, bạn có thể kiểm tra nếu muốn. Thì trong lúc khán giả có thể kiểm tra hoặc không kiểm tra cũng được. Nếu mà khán giả không kiểm tra đó thì mình sẽ nói ở đây mình có hai quân ca, ca rô và ca cơ. Thì mình che lại như thế này, mình sẽ kéo cái lá bài trên đầu ấn nó xuống làm dấu như thế này, làm dấu cái con bài khán giả chọn đó các bạn. Có thể mình sẽ dùng ngón út mình bật lên một lá như thế này, dùng ngón út bật lên đó, bật lên một lá như thế này, hay là mình đơn giản thôi, mình sẽ nói khán giả ở đây mình có hai con ca, bạn có thể kiểm tra nếu muốn. Khán giả đưa tay kiểm tra, thì họ kiểm tra ok, họ kiểm tra thì rất là dễ. Mình sẽ nhanh chóng bật lên một lá làm dấu lại, kéo dùng ngón cái kéo ra một lá giữ dấu lại. Rồi bây giờ mình đã có cái dấu của quân bài khán giả chọn, sau đó mình sẽ nói với khán giả đưa lại cho mình hai con bài, có hai con ca bình thường, mình sẽ úp con ca cơ xuống. Lưu ý với các bạn nha, nếu mà các bạn sử dụng hai con ca ở dưới là con ca rô, thì mình sẽ úp con ca cơ xuống trước, tại vì mình còn thiếu một con ca cơ mà. Còn nếu mà sử dụng hai con ca cơ thì úp con ca rô xuống trước. Ở đây mình sử dụng hai con ca rô nên mình sẽ úp con ca cơ xuống trước. Nói khán giả ở đây mình có hai con ca, một con rô và một con ca cơ.
xuống như thế này, sau đó mình sẽ úp nó xuống. Bây giờ mình có cái dấu ba lá như thế này đó, mình sẽ nhấc lên ba lá, sau đó mình kéo ra một con bài, mình lật lên cho khán giả xem. Ở đây mình có con caro, mình khớp nó lại, sau đó mình cầm ba lá, mình kéo lá trên đầu ra cho khán giả xem. Ở đây mình có hai con, một con ca cơ và một con caro, mình úp nó xuống. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn ở trong cái trip mà mình được xem đó, thì cái anh ảo thuật gia của nước ngoài họ diễn tới cái đoạn này thì họ sẽ úp xuống, úp hai con ca xuống, họ chỉ cho khán giả xem cái đoạn này thôi, họ chỉ cho khán giả xem là ở đây có họ làm dấu xong như thế này, họ cho xem hai con ca, một con ca rô, một con ca cơ như thế này, sau đó họ úp nó xuống rồi như thế này nè. Họ úp nó xuống rồi họ kéo cái con ca rô xuống, họ bỏ xuống như thế này cho khán giả xem con ca cơ, xong rồi bỏ lên con bài trắng cho họ xem. À, lá này không cho xem, bỏ xuống, hay là họ chỉ bỏ xuống như thế này thôi, rồi bỏ xuống hai lá. Thì ngay cái đoạn này mình có chỉnh sửa lại một tí, nếu mà bỏ xuống như thế này thì khán giả họ sẽ nghi ngờ tại sao mà bỏ hai con bài xuống mà không cho khán giả xem đó là hai con bài gì, nên họ sẽ nghi ngờ. Nên ở đây mình chỉnh sửa một tí, mình sẽ dùng cái động tác double lip lên để mình chỉnh sửa lại. Rồi khi tới cái đoạn mình làm dấu quân bài khán giả chọn rồi, mình sẽ bỏ quân ca cơ xuống, quân ca rô xuống, rồi sau đó mình giữ dấu ba lá. Động tác mình chỉ chèm thêm cái động tác double lip thôi, chứ thật sự không có gì mà nó phức tạp một chút nữa. Rồi sau đó mình sẽ kéo cái con ca rô xuống nè, mình khớp nó vào cho mình kéo con ca cơ ở trên đầu ra như thế này cho khán giả xem. Ở đây mình có hai con, một con ca cơ, một con ca rô, sau đó mình khớp nó lại, mình làm dấu ba lá. Rồi sau đó mình sẽ lật lên, mình lật lên như thế này nè cho khán giả xem. Ở đây mình có con ca cơ úp xuống, bỏ nó lên, mình sẽ nhấn mạnh với khán giả cho khán giả họ hướng cái sự chú ý của họ vào đây là con bài trắng. Hồi từ lúc mà mình úp cái con bài trắng xuống đó là mình nói mình bỏ con bài trắng ra đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai mình sẽ hướng dẫn sự chú ý của khán giả bằng cách là mình sẽ lật lên, ở đây mình có con ca cơ, úp nó xuống, mình đặt con ca cơ lên quân bài trắng. Mình nói với khán giả, lưu ý là câu nói của mình để mình hướng dẫn, hướng sự chú ý của khán giả vào đây, họ sẽ nghĩ đây là con bài trắng chứ không phải con ca. Tiếp theo mình cũng lật y như cái động tác lúc nãy, mình lật lên như thế này, cầm hai quân, lật lên như thế này, cầm hai quân, lật lên. Mình nói ở đây mình có con ca rô, úp con ca rô xuống như thế này, bỏ vào trong bộ bài. Rồi thật sự đó là mình đã bỏ con bài khán giả vào trong bộ bài. Mình làm lại nha, mình làm lại cái động tác này. Rồi làm dấu quân bài khán giả chọn như thế này, bỏ con ca cơ xuống, bỏ con ca rô xuống, sau đó kéo con ca rô xuống, kéo con ca cơ ra cho khán giả xem hai con, một con ca cơ, một con ca rô, khớp nó lại rồi cho khán giả xem. Ở đây thì cái động tác đồng nhất nó sẽ đem đến cái hiệu ứng đẹp hơn, chứ không phải là lúc đầu bằng lật ra như thế này rồi bằng bỏ, bằng úp lại, bằng bỏ xuống, rồi cái con thứ hai cái bằng lật lên. À, con thứ nhất là bằng cứ cho khán giả xem ở đây là con ca cơ, các bạn bỏ xuống như thế này. Động tác thứ hai bạn cầm lên cho xem con ca rô, bạn phải úp xuống như thế này, bởi vì nếu bạn không úp xuống như thế này sẽ lộ. Úp xuống như thế này, bỏ xuống, thì khán giả sẽ nghi ngờ hai động tác của mình không có đồng nhất, cho nên mình phải úp hai lá như thế này rồi làm dấu, bỏ con ca cơ xuống, bỏ con ca rô xuống, kéo con ca rô ra, kéo xuống, khớp lại, kéo con ca cơ ra cho xem hai con ca, khớp lại, lật lên. Ở đây mình có con ca cơ, mình sẽ úp nó, có con ca cơ rồi, mình úp nó và mình sẽ úp nó vào trong bộ bài, xong mình sẽ đặt nó lên con ca cơ lên quân bài trắng như thế này, lật lên. Ở đây mình có con ca rô, mình sẽ úp con ca rô xuống, bỏ nó lên quân bài trắng như thế này. Đó là cái lý do mà mình muốn sửa lại cái tí xíu về cái cách mà lật quân bài của cái phiên bản gốc.
bởi vì mình có thể cho khán giả xem hai quân ca cùng một lúc là quân ca rô và quân ca cơ, thì khán giả sẽ nghĩ ngay là mình bỏ hai quân xuống, chứ không họ không nghĩ là tại sao mà cái thằng này nó vừa cho mình xem hai quân ca cái rồi nó chia ra nó bỏ xuống chứ nó không cho mình coi nữa, thì động tác đó nó hơi giả một chút xíu. Còn mình thì mình sẽ làm dấu, sau đó mình sẽ cho họ xem được hai quân ca như thế này, cho họ xem đây là quân cho họ xem đây là quân caro, kéo kéo nó đã xuống như thế này, rồi kéo nó ra xem hai quân quân ca cơ bỏ xuống, cái mình đắp bô lép mình để lên như thế này, họ sẽ thấy mình bỏ đúng là hai quân, đắp nó xuống bỏ hai quân. Rồi tới được cái đoạn này rồi đó, mình sẽ cầm lên ba lá như thế này, khán giả sẽ nghĩ đây là quân ca cơ, đây là quân ca rô, đây là quân bài trắng. Cho nên nếu mà bạn cầm cái lá bài này bỏ lên đây thì họ sẽ nghĩ ngay bạn cầm quân bài trắng bỏ lên hai con ca, chứ không phải là bạn đang cầm con ca bỏ lên hai một quân bài trắng. Cho nên tới cái đoạn này rồi mình gom lại, mình nói là mình sẽ bỏ một con ca cơ lên quân bài trắng như thế này, hướng sự chú ý khán giả vào quân bài trắng, cho họ nghĩ đây là quân bài trắng chứ không phải là quân ca. Mình đặt lên một quân nữa, lúc nãy là quân ca ca rô nha, mình ví dụ đây quân ca rô nha, lật lên mình nói mình sẽ bỏ quân ca rô lên quân bài trắng. Rồi mình khi mình cầm lên mình vẫn nói như vậy để hướng sự chú ý người ta vào quân bài trắng, mình nói ở đây mình có hai con ca và một con bài trắng. Tiếp theo tới đoạn này bạn sẽ dùng ngón út bạn kéo xuống một lá như thế này, dùng ngón út kéo xuống một lá rồi như thế này, cầm ba quân dùng ngón út móc xuống một lá, sau đó bạn đắp bô lép lật lên hai lá như thế này, bạn nói ở đây mình có quân ca cơ. Sau đó bạn khi mà ấp lại đó, bạn ấp lại cho nó cho lá cạnh lá bài nó dựa lên cái phần thịt của ngón tay cái mình như thế này, làm lại dùng ngón út móc xuống một lá lật lên, ở đây mình có hai quân ca cơ, ở đây mình có quân ca cơ, ấp nó xuống cho nó dựa lên cái phần thịt của ngón tay bàn tay mình, kéo ra một quân, ở đây mình có quân ca rô, thì họ sẽ nghĩ mình lấy hai quân ca cho họ xem thôi, họ không nghĩ ở giữa đây là quân bài trắng lúc này nữa. Mình sẽ ấp nó xuống rồi sau đó mình lấy ra mình nói với khán giả là ở đây mình có một quân ca cơ, một quân ca rô kẹp giữa quân bài trắng như thế này, nhưng mà khi mà mình dùng cái quân ca rô này nè, mình chà lên quân bài trắng như thế này, sau đó bạn đặt cái quân ca rô xuống dưới quân bài trắng như thế này, mình nói là mình cầm quân ca nè, mình so nó lên mặt lưng của quân bài trắng, thì quân bài trắng lập tức sao chép thành quân bài khán giả chọn có chữ ký. Thì ở đây là cách diễn mà ảo thuật vừa rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy like và bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Chào các bạn.